nay là trung thu nè và mình nhận được quà của chung cư mình đó. Đây mình có hai bịch quà nha. Mình đi học tới giờ này mình mới nhận được. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Đầu tiên là lồng đèn nè, không biết là có ai nhớ là năm ngoái là người ta không có ráp cho mình á, mình ráp kiểu không ráp được luôn á chứ. Đây hôm nay họ đã ráp và gắn pin đầy đủ. Chưa gắn pin, chút nữa mình mới gắn pin. Mà họ đã ghép cho mình. Đó. Trời, Labubu và Kurumi. Đổi không? Đổi chứ. Đổi. Rồi, mình thích con gì đây? Labubu. Anh mình thích Kurumi. Lấy. Giờ lồng đèn là rất là nhiều màu. Lấy nha. Quá trời đồ ăn. Tiếp theo. Một bánh slime. Bánh kêu mà nó sẽ là bị xương. Màu sô-cô-la. Rồi đổi nha. Đổi. Còn một bịch rong biển, năm nay cũng có bịch rong biển. Cũng có không? Này ăn cơm. Rồi sữa. Đây. Sữa và sữa màu tím. Nước Boboro. Ngon quá. Thế mình sẽ kéo ra đây cho ta có cho mình cục pin nè. Rồi bây giờ mình ráp vô cái lồng đèn nha. Tăng tăng.